Em à, chào bác nha. Hôm nay giới thiệu với bác là hai cái mẫu bếp nướng của nhà là Tiger. Hai mẫu là điện áp 100. Đó, của hiệu Tiger. Mình dùng cho là mình dùng nướng nè các bác. Chiên xào đều được, cái này dây nguồn nha. Tiger. Hai mẫu. Món nó xịn hơn đó. Cái bên này thì nó hơi bị ố các bác, giống như người ta xài thời gian ố cái này nó nặng lắm nè. Đó thì em sẽ lên chi tiết các bác hai cái dây nguồn nó nè, điện là 100V nha, hiệu là hiệu Tiger các bác. Này nó hơi bị nám thôi các bác, nhưng không sao nghe, lắng lự mịn trơn à, không có vấn đề gì hết. Còn cái này thì dĩ này thấy được đẹp hơn đó, nó dễ xài lắm. Lấy cái nắp ra đi, cái này là các bác mình có thể mình xào bò né ra được nè, mình bắt lên bếp ga mình xài cũng được luôn nha. Đó nè, rất là mới đẹp. Tí em sẽ đo cái kích thước cho các bác. Mình nướng bánh đâu cũng được luôn đó nè, làm bánh Doraemon rồi đó. Nó dễ xài lắm. Về cái mình ghim điện vô mình cái dây nguồn này nè, mình gắn cái dây nguồn này nè, mình gắn qua đó đó. Cái này nó cũng vậy thôi các nè. Nó bị nám bị chạy đấy. Mà chứ em nói cho con hút cái này nặng quá, cái này xịn đấy các bác, cái này xịn hơn cái nãy á. Nè, đó. Tay cầm chống nóng của mình. Nó thì cấu tạo như mình đem này đi rửa nè, nó cũng rất là tiện lợi. Còn cái này xịn lắm nha, cái này nặng lắm. Cái này mình cũng thể lấy ra được luôn nữa nè. Đó. Rồi bây giờ em sẽ quay coi cái thông số và em đo kích thước cho các bác. Giá bán rẻ chứ. Rồi mình đo kích thước cái này trước chứ, mình coi công suất của nó bao nhiêu nha. Mẫu này em sale cho mình nè, tí báo giá đi. Nó 56 quá, 46. Cái đây nè, 46. Cái này anh đo cái khay ở trong thôi nha, 32, 33. Đó. Còn cái này xuống chắc tầm 23 xăng, 2 xăng gì đó. 32 xăng gì đó. Cái này lấy ra, lấy ra mà đi chưa được là như cái đầu nó đó. Còn cái này nè, Tiger này các bác, điện 100V, công suất của cái này là 1.300W, 1.300W này các bác. Rồi gắp vô lại. Xịn lắm nè. Rồi cái này đúng không? Này các bác gắn vào đây cho em. Gắn vô khớp nha. Nó dễ dễ xài kinh khủng luôn. Mình dùng chiên xào rồi cũng được. Mình ăn bò né nè. Và cái này các bác, người ta nấu lẩu luôn á. Có mấy cái kiểu mà lẩu siêu to đó. Sắp 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 cải rau dưới cái sắp cá sắp tôm thịt lên làm cái lẩu được, nó hơi cạn nha các bác, nhưng mà vẫn sử dụng lẩu được. Chứ cái này nó bự như vậy mà sâu quá rồi, cái nào mà lẩu vô nên cho nó đủ. Đây các bác này, nó sáng đèn lên nè, nó sáng này các bác nè, mình xay cho nó nóng. Nó là tắt nè, xay ra là nó nóng hết mức nè, đó nóng nhanh lắm nha các bác, bởi vì nó hay bị nám mà thấy không đó. Nó nhanh nóng lắm, tại vì công suất của nó là tới 1.300 lận các bác. Đó. Tắt đi hồi nóng cho bà. Rồi thì cái mẫu này em bán cho em sale, cái này là thường 1.500.000 luôn á các bác, nếu mà nó đẹp hơn nha. 1.200.000 đến 1.500.000, nhưng mà cái khay này nó bị vậy thì thôi, giờ là thanh lý lại cho bác giá 850.000, bảo hành 3 tháng, mua thì cọc 200 chỉ đủ bao ship. 850.000 làm lỗ nước đường luôn đó. Chụp màn hình lại nha các bác. Đó, chụp màn hình lại gửi qua Zalo cho em. 0919407501. Đó thì hàng thì sẽ có vậy nè. Đây là 850.000 thôi.
Rồi các bác chụp lại gửi qua Zalo cho em, cọc cho em 200 xin đủ thêm bao ship. Bàn cho mình 3 tháng nha, qua cái mã tiếp theo. Các bác thấy cái mẫu này thì nói luôn cái mẫu này sẽ đẹp hơn nha. Triệu 2 nhưng mà em sale cho mình còn 1 triệu. Cũng là Tiger luôn, nắm cho con đường áp thì là 100 rồi. Nhưng mà cái công suất của nó à, các bác thấy không? Đẹp kinh luôn. Em bán cho các bác cái giá yêu thương thôi. Thật sự gần đây thì rất là nhiều bác hỏi mua. Công suất cũng ngàn ba luôn các bác, điện áp là 100, công suất cũng ngàn ba luôn. Đó. Hôm trước em đang bầu một có một hai cái gì đó mà rất nhiều bác hỏi cái này im lắm nè. Đó như đây cho em nè. Ngoài mình gắn điện vô kia. Xe đó. Đó gì là lên điện nè. Đó. Bác thấy không, đã lên điện rồi đó. Rồi em lấy cái thước em đo cho. Tắt đi để ngồi nó nóng. Nóng rồi đó. Cái này thì nó là 42 cho bác. 42. Cái này thì nó là 33 luôn. Nó 42 và 33. Xuống thì ta làm mấy xăng gì đó các bác. Nó cạn anh ta dùng nó để nướng là chính. Thì bán 1 triệu đồng nha. Nó cũng còn rất là đẹp. Cái nắp thì nó hơi bị chày trắng tí xíu quá. Tại vì cái nắp mình hơi mỏng. Nhưng mà nước cũng là cũng đẹp. Giá 1 triệu là bao rẻ rồi. Cho các bác tham khảo đi. 1 triệu là bao rẻ nhất thị trường các bác luôn á. Mua thì cọc cho em 200, chuyển đủ thêm bao ship. Thì hai cái thì giá cả này kia đầy đủ hết. Mình mua được cái nào thì mình liên hệ với em nè. 0919 407 501. Em ship hàng này có cọc nha, chỉ khoảng đủ là em bao ship, cọc là cái báo cá tiền ship, bảo hành cho mình là 3 tháng sử dụng. Xài thì đóng điện trong cho em nha, 100 phần 110. Cảm ơn các bác. Và hẹn gặp lại nha. Chân thành cảm ơn.